Và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MG. Chào mừng các bạn đã đến với phần chơi Ark Survival Evolved Crystal Isle tập thứ 2. Ok, thì nói chung là qua cái hiệu ứng của tập thứ nhất thì mình nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tích cực comment cũng như là chào mừng mình đã quay trở lại. Và cái lượt view thì cũng hơn dự tính mình mong muốn. Thì mình mong sẽ là con số đó sẽ tăng lên, lượng like, lượng subscribe và view và share. Mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn, cố gắng cho mình nha. Tạo động lực cho mình làm hàng ngày có động lực, có sức mạnh để làm tiếp những cái tập video về Argame ARK cũng như là những game khác cho các bạn xem. Đáng lý ra hôm nay mình thực sự mà nói mình đi làm cũng như là đi học mình rất là mệt rồi. Mình tăng cả từ sáng tới giờ và bây giờ mình đuối lắm rồi, mình đáng lẽ là mình ăn rồi mình ngủ một giấc. Nhưng mà bây giờ là đã chiều rồi, không có video cho các bạn thì cũng hơi buồn cho các bạn, thì cho nên mình cố gắng dành một tí thời gian ra, tí sức lực ra để quay cho các bạn, để cho các bạn xem kịp chiều ngày hôm nay, có nghĩa là ngày 8 tháng 7 luôn ấy. Cùng lắm là khoảng chừng bây giờ là 5 giờ cũng khoảng chừng 6 giờ rưỡi là các bạn sẽ có video xem. Cố gắng hết sức. Ok. Rồi, lăng mang như thế là đủ rồi và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với phần chơi Ark Survival nha. Ở tập trước thì mình đã thêm một em Carbonemi rất là đẹp. Em rùa cực kỳ đẹp. Á à, màu đỏ mà bóng bóng như thế mình thích lắm. Cái thứ hai là mình có hỏi các bạn là mình chơi nhanh hay chơi chậm. Có nhiều bạn kêu là anh ơi anh cứ chơi bình thường, anh cứ chơi chậm chậm để cho có nhiều tập xem, rất là vui. Còn một số ý kiến, nói chung là khá là ít ý kiến cho rằng là anh chơi nhanh đi. Và một số ít hơn nữa là kêu mình chơi mod đi. Thì mình xin khẳng định lại với các bạn, trong season này mình chỉ chơi vanilla, có nghĩa là không mod. Nói không mod có nghĩa là sai, nói chính xác hơn có nghĩa là rất ít mod và đại khái chỉ có 3 cho tới 4 mod thôi, và những cái mod đó không có liên quan gì tới khủng long hết. Ok, mình muốn chơi một cái season thực sự mà nói là nghiêm túc, rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình chưa bao giờ mà gọi là cái gì đó nghiêm túc. Nhưng mà hôm nay mình muốn cái season này mình muốn đồng hành với nó dù bất cứ giá nào. Mình cũng không bỏ nó. Ok, mình chơi từ từ chậm rãi, xây dựng hưởng thụ cuộc sống, kiểu như là xây dựng, mình thì thích xây dựng. Cho nên là mình muốn là chơi từ từ, tem những con thú, đánh boss đàng hoàng rõ ràng cho anh em xem. Đơn giản thế thôi, mình chỉ muốn đơn giản thế thôi. Không cần chúng ta còn phải rườm rà hay là chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ hay là sao đó. Mình sẽ chơi thật sự mà không phải là chậm mà là vừa phải cho anh em xem kịp ha. Thì hiện tại thì mình vào game trước khi quay cũng được 5 cho tới 10 phút để mình làm hai cái foundation đây nè. Và mình làm thêm một cái lò nung. À, và mình làm thêm hai cái tủ đồ để đồ, đơn giản thế thôi. Và bây giờ mình đang tiến hành nấu sắt để nâng cấp đời của mình lên, để cầm hai cái cây rìu đá với cúp đá này thì nó rất là phế, em có hiểu không? Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ đi lấy thật là nhiều farm, nói chung là farm wood. Vậy chúng ta tiếp tới chúng ta sẽ xây nhà, đơn giản thế thôi. Chúng ta không cần phải theo quy trình là có con try sau đó có con bờ te ha, đi khám phá map. Chúng ta cứ từ từ mà thưởng thức cái anh em ha, đừng nóng vội. Xây nhà an cư thì mới lạc nghiệp. Thì mình cần học và bây giờ mình sẽ nâng cho mình một tí stamina. 200 stamina là quá đẹp. Ok, và mình cần học cho mình một cái bàn smile. Giờ viết cái chữ smile luôn. Đây,
Thường thường mình sẽ chơi những cái đồ vật ở trên cái mod Earthloot nha anh em. Đây, Metal 5 cục, 2 Stone Wood, 2 mình đủ không? 2 thì mình đủ rồi. Đây đây, mình đã đủ ráp một cái bàn smile rồi. Rồi và ráp một cái bàn smile, vứt vứt vứt. Ok. Đây chỉ là một cái trò nhỏ nhỏ thôi các bạn, tại mình muốn xây một cái nhà ra vẻ đàng hoàng cho nên mình cũng không có tốn công gì phải xây lớn. Ok. Và bây giờ thì mình nâng cho mình một tí quay nữa đi. Mình sẽ đợi cho mình sẽ học một cái đầu tiên là một cái metal brick. Tiếp theo là một cái hard metal. Đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ học cái bylass này. Sau đó thì chúng ta sẽ học cái bow. Cái này luôn. Mình sẽ học pilot tại vì sắp tới xây nhà thì mình cần có pilot. Mình chưa có nghiên cứu mấy cái ớt lút nè, nó như thế nào, để mình sẽ từ từ mình nghiên cứu rồi mình sẽ xây cho các bạn xem ha. Tại đây các bạn thấy nè, small stone pilot là cái cột đá nhỏ, cái cột đá vừa, cái cột đá to, cái cột diamatic thì chắc là to hơn, kiểu kiểu như vậy đấy. Rồi chắc là đủ đủ đồ để mình ráp bằng một cái những cái bích rồi. Weapon melee, sau đó chúng ta bỏ metal vào và chúng ta bỏ 2 vào, rồi xong. Ơ rồi, ở đây chúng ta cần 3 cục metal nữa là đủ. Ok. Thì đúng rồi, mình nhớ là cái một cái comment của một một số bạn luôn, chứ chính xác là hình như là hai bạn thì phải. Của hai bạn, các bạn nói là cái con Wyrm mà mình thấy đó là nó rất là hiền, nó không tấn công người. Thì hôm nay mình sẽ đi chứng minh cái điều đó là có đúng hay là không. Chứng thực cái điều đó, xem là có đúng hay là không ha anh em. Để tôi biết là mai mốt là sau này gặp nó tôi không né nữa chứ không gì. Để tôi ráp xong cái này đi rồi tính tiếp. À, rồi. À, bây giờ thì mình sẽ ăn một tí. Rồi, uống miếng nước một tí. Tạm thời mình chưa có làm đồ cửa cho con Cabo được. Để mình đi qua đây mình thám hiểm coi cái con Wyrm như các bạn nói là có đúng sự thật hay không. Ok, mình đi được một đoạn rồi anh em. Mình đi được một đoạn rồi mình sực nhớ ra mình chưa làm cái giường. Trời ơi, tôi đang cái hạt mà chứ đâu phải là tôi đang phiêu lưu đâu. Đúng rồi, anh em nhớ nhắc tôi là làm cái giường nhiều nhiều nha. Để tôi quên á. Bây giờ tôi không phải là phiêu lưu nữa rồi. Tôi phải tay hạ, tôi phải kỹ một tí hiểu không? Tôi phải kỹ anh em à. Làm hai cái luôn cho chắc cớp, làm hai cái luôn. Cho nó chắc cớp. Đó, phải như thế. Nó phải như thế. Ok, tôi làm thêm function cái nữa. Potion đây, hai cái là đẹp. Đó, đây là cái chậu dịch. Đây là cái chậu dịch mà anh em đã từng thấy trong tất cả những cái season qua từ trước tới giờ mình chơi luôn á. Season nào cũng có chậu dịch và season này cũng không ngoại lệ. Con ăn cắp đồ rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ lên đường đi tìm Warren để coi nó có vọng vọng ở đây không. Để mất công mình đi tìm xa quá không thấy, mình sợ bị lạc lắm.
À, cho nên là bắt đầu đi tìm Hoài Warren nha. Hay sau khoảng chừng 15 20 phút mình mò mẫm khắp cái vùng này, mình không tìm ra cái con Warren mà ngày hôm qua mình đã thấy. Hay cho tức là tức ở chỗ đó các bạn, bỏ công phí 15 phút 20 phút vô nghĩa. À, thì sẵn trên đường về á, thì mình ghé ngang đây cho các bạn xem là cái này là cái gì, sẵn cho mình biết là cái này là cái gì luôn. Đây là cái chỗ để ráp element hả? À, cái chỗ này để ráp element. Bên đây xem. Ôi ơi, what the fuck, rồi giật cả mình. Ấy ơi, what the hell. Ơ ngáo à, tôi chưa đụng mày à. Ờ, thì ra là chỗ này chỉ để ráp element thôi, và những cái thứ đó nó quá cao siêu, mình tạm thời chưa có nghĩ tới. Chắc là hôm nay mình sẽ tem một con trai. Tại sao tem một con trai? Nó sẽ giúp cho mình farm rất là nhiều wood và tháp và đại khái là trái cây berry, để mình có thể có narcotic và đi tem những cái con thú thêm những con thú mà đem lại lợi ích, xây nhà cho mình trước nha các bạn, xây nhà trước, ưu tiên cái việc xây nhà trước. Ồ, 32 rồi, nhanh thế. Và nếu mà mình dư giả thì mình sẽ học cái crossbow này đây. Ai mà mình sẽ học cái crossbow này đây. Học cái crossbow này, sau đó mình sẽ đem sắt qua bên đây. Ô, cái này là cái gì nhờ? Ơ GB Dino, strike your luck and grab a random GB Dino. Có nghĩa là nó nói bạn là thử cái vận may của mày coi. Và mày grab ra một cái con khủng long nhỏ. Ủa mà GB Dino kiếm ở đâu ra nhờ? Cái này anh em biết không? Tôi thì tôi không biết chắc chắn rồi đó. Cái này anh em có gì anh em chỉ tôi nghe, chứ tôi cái này tôi không biết. GB Dino đó giờ tôi mới thấy lần đầu luôn ấy. Ok, và nâng cho mình tiếp tục là cái tốc độ chạy. Cái crossbow thì chúng ta cần metal và chúng ta cần fiber. Bên đây fiber đủ không? Bên đây còn trống lỏng đúng không? À, và sẵn cho mình học cái đồ để hái fiber luôn. Mình dư giả hơn nữa thì mình sẽ đi farm, mình làm bộ giáp sắt. Phải lo cho bản thân chúng ta trước á, anh em có hiểu không? Phải lo cho bản thân anh em của chúng ta trước, dân giàu nước nó mới mạnh được. Đó, phải như thế. Nó phải tới cái tầm như thế, học hết mấy cái này luôn. Sau này chúng ta rất là cần. Không chừng là một tí nữa chúng ta rất là cần những cái thứ đó luôn ấy. Ủa mình tính là học cái gì quên con mà nó rồi. Học cái đồ để lấy fiber. Cái đó cái gì mình hay quên cái đó quá ta. Cái đó tên là nó nằm gần gần đâu đây nè. Ôi, item collect hả? Ôi, mình có nhìn lộn không ta? Đâu mất tiêu rồi. Từ ra lại, mình nghĩ là nó nằm ở tầm trên đây, dài xuống đi. Cái kéo này cũng không cần thiết. Stone wool. Rồi, bay này, học cái này. Đấy, mình không hề thấy. À đây, ok. Nice. Melee, và chúng ta ráp được cái này. Cái này thì còn thiếu hai đúng không? Từ từ mình sẽ kiếm hai. Bây giờ kiếm luôn rồi chứ không có từ từ. Ở đây tài nguyên thiên nhiên rất là nhiều. Anh em cứ thoải mái đi. Rồi, và bây giờ á, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là bẫy một con trai. À, bẫy một con trai trước đi. Bỏ hai qua đây. Bây giờ mình được có full rồi đó. Bây giờ mình học cái giáp luôn nè, cho nó chắc nè, chắc cớp nè.
Ui 56 level 56, hiện tại mình level 30 mấy à. Thôi đợi đợi, chúng ta đợi đi, đợi đợi chừng nào mà nó level 50 mấy rồi mình làm cái giáp luôn. À, chơi như vậy mới chắc cớp. Con này level 90, một level khá là cao, nhưng mà nó hơi bị xấu. Anh em có đồng ý với tôi là trong đây có rất là nhiều con đẹp anh em à. Nãy mình đi có đi tham quan rồi, rất 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 là nhiều con đẹp. À và mình sực nhớ ra đó, con này level 20, con này level 90. Ui holy shit, à bỏ cá vô cho nó ăn hả? Mình chưa biết tem con đó anh em, không biết là nó ăn cá sống hay là cá chín ta. Đó giờ mình ít ăn cá mình không biết. Mình nãy mình tính nói với anh em á, đó là đập cái cục này không biết nó ra crystal hay không. Ủa cục này chỉ để chân thôi hả? What the fuck? Ôi ảo vậy, ít ra cũng phải cho tao một cục crystal chứ. Ôi ảo vậy. Mình tính lấy crystal để mình làm cái super spy lát đó anh em. Con này mình cũng thích lắm nè, con này bơi dưới nước được mà nhanh lắm. Ui hình như nó quýnh mình. Ủa, không. Ok thôi bây giờ mình quay lại tập trung bắt con try trước đi anh em, bắt con try đi tính tiếp. À không, bảy con try trước, bảy nó trước rồi hả, bắt nó sau hay là bắt nó luôn ta. Mình đang suy nghĩ đấy. Nếu mà tốc độ lấy Nako Nako Berry của mình như thế này á, thì cùng lắm mình làm được có vài cây cung à. Đối với một con Strike thì nó ít lắm. Anh em cứ tính đi, 10 10 cây Nako Berry thì sẽ ra được một cái này cổ tích. Đúng không? Hình như sai, hình như sai, hình như sai. Kiến thức hơi bị lỏng lẻo. Năm năm à. Miss spoiler đúng không? Miss spoiler thì mình nhiều, miss spoiler thì mình nhiều. Đây 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 đây. Quay lại. Miss spoiler, hồi nãy giờ mình quên để ý mình làm miss spoiler. Miss spoiler thì mình sẽ chia cái này ra. Flip on, hy sinh hết luôn, rồi chỉ cần việc chờ thôi. Và ở đây thì mình sẽ bỏ vô đây. Ô có hai cục miss spoiler à. Ok thôi kệ, cứ tiếp tục farm thôi anh em à, farm để mau lên cấp để có bộ giáp cho nó chắc cớp nào. À, cái này cần đợi bao nhiêu nữa ta, cần đợi khoảng chừng 6 phút nữa hả? Easy 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 lớp, easy lớp. Hôm nay thì chắc là mình bắt con trai rồi, sau đó mình chỉ việc farm farm và farm farm thật nhiều gỗ càng tốt, gỗ và đá. Đá thì mình nghĩ là mình sẽ đi kiếm một con bờ te. À, con bờ te không đem lại đá cho chúng ta, nhưng mà con bờ te sẽ tìm ra được cái con đập đá. À, chúng ta sẽ cởi con đập đá và chúng ta sẽ vận chuyển nó về. À, mình không có cài mod teleport vào á. Thời gian đầu cài mod teleport á thì nó hơi bị sao ta, hơi bị nhanh á anh em, chơi cũng chán lắm. Cứ từ từ mình sẽ vận chuyển nó về bằng cách riêng của mình. Ok bỏ vào đây, như vậy là chúng ta đã có cũng khá là nhiều đấy. Miss Spoiler, mình đi farm tiếp, mình đi farm thịt để làm Nako. À, đô đô đâu rồi nhờ, đây đây có mấy con đô đô đã quá. Ok mình sẽ sẵn sàng slip on nó hết luôn, tại vì
nó cần phải như thế. Sẵn sàng slip on luôn, và bây giờ mình sẽ nâng cho mình một tí đó là tốc độ chạy luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ ráp cho mình những cái thứ cần thiết để bẫy cái con trai. Bắt con trai á, thì mình biết á, là với mình muốn chắc cớp á, nếu mà mình không chắc cớp á, mình có thể thả diều nó bằng cái cây mấy cái cây cung độc, nhưng mà mình muốn chắc cớp thì mình sẽ xây trap. Và sẵn đây mình sẽ chỉ cho anh em cách xây trap luôn nha, chỉ cho anh em cách xây trap chứ mình sợ anh em theo không kịp thôi, sợ anh em học giáo án của mình theo không kịp đó chứ. Chắc cớp thì mình sẽ làm theo kiểu chắc cớp cho anh em. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ lấy này cái này cái này, rồi sau đó chúng ta sẽ làm function, bốn cái function, thiếu 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 thác. Ok, một cây là quá đủ. Fiber và wood. Sau đó chúng ta sẽ ráp tiếp. À, 1 2 3, sau đó chúng ta sẽ học tiếp tục cái đo nha anh em. Để tiết kiệm nguyên liệu thì chúng ta sẽ học cái đo. Rồi làm cái đo luôn. À, hồi nãy mình ráp bốn cái function đúng không? Có nghĩa là mỗi bên là 2. 2 nhân cho 4 là 8, chúng ta sẽ ráp cái này là 8. 8. Chúng ta sẽ ráp tiếp cho chúng ta là RAM. RAM thì chúng ta cần đó là 4 cái RAM. À, giết một bắt một con spa trai nó, các bạn thấy nó công phu không? Nếu mà các bạn muốn chắc cớp thì các bạn sẽ làm như vậy. Thế còn mình thì quá là thượng thừa rồi, mình sợ anh em theo không kịp cho nên là mình mới làm như vậy thôi, anh em có hiểu không? Rồi bây giờ cho, trong khi đó là mình có thể ráp được cái crossbow chưa ta? Cái cross thì chúng ta đủ rồi, cái rod rod bô hình như mình ráp rồi đúng không ta? Chưa chưa ở tự nhiên sao metal mình đâu hết trơn rồi ta, bên đây thiếu metal. Ôi hơi bị nặng, hơi bị nặng. Rồi xong, và bây giờ thì bỏ metal qua đây, và crossbow. Rồi và bây giờ chúng ta còn có 1 phút mấy nữa thôi là Miss Boiler đã xong. Tiếp theo thì đã có crossbow rồi, chúng ta để vào đây. Chúng ta đặt function ra. À, chúng ta lựa địa điểm sao cho các function nó hướng về con trai nha anh em. Ok. Rồi quay về nhà lấy tiếp. Chỉnh sáng sáng cho anh em dễ thấy. Mắt mình tinh lắm, sợ anh em không thấy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt. Nếu mà các bạn cái này cái cách này á, mình không chỉ cho các bạn cách áp dụng cho đối với con trai đâu không, mà đối với những con ví dụ như Raptor hay là những cái con Sabertooth, những cái con kích thước như vậy á, anh em có hiểu ý mình nói không? Ok, được rồi. Và bây giờ việc của mình chỉ đơn giản á, là dụ nó vào đó thôi. Và bây giờ mình sẽ về mình lấy thành quả của mình, đó là những cái cây cung độc. Cung độc ở đâu ra? Cung độc từ Miss Spoiler mà ra đây. Được 33. Có nghĩa là thiếu Narcoberry rất là nhiều. 33.
mỗi Narco tích thì chúng ta sẽ được một cây cung độc. Suy ra 33 Narco tích thì chúng ta sẽ được 34 cây cung độc. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào đây. Làm tiếp được. Rồi, 39 rồi. Hồi nãy mình thấy ở trong đây nó đang ráp 39 cây. 39 cây ngoài đây cho 40 cây đi, ngoài đây mười mấy cây nữa, có nghĩa là 50 mấy cây, dư sức. Quá là dư sức, quá là dư sức. Và tiếp theo mình sẽ ráp cho mình một cái arrow, có nghĩa là mũi tên. Fiber, Flint và Tháp. Những thứ này mà ở nhà mình có. Fiber, Flint bên đây. Và Tháp, Tháp ở bên đây. Bên đây còn Miss Boiler. Bỏ vào đây. Arrow mình ráp được 36 cây. 36 cây cũng gọi là dư rồi đó anh em. 36 cây cũng gọi là dư, mình vứt mấy cái si này ra đi. Rồi ok. Rồi bây giờ mình chỉ việc chờ cho nó ráp xong thôi. Và mình sẽ nâng cho mình máu. Ăn vô một cái cho lên máu. Con này thì chắc chắn không phải mình muốn bắt. Con level 90. Và bây giờ thì việc của mình chỉ đơn giản á, đó là dụ cái con level 90 hồi nãy. Mình mong là nó còn quanh đây. Hình như đằng kia, đúng không? Level 90. Đây, dụ nó đi ra ngoài đây ha. Và sau đó là đi tới đây. Quẹo qua đây. Và nhảy vô đây. Và đi qua đây. Và thế là nó dính lại. Ôi. Anh em theo kịp không? Lấy sách vở ra ghi lại đi. Nếu mà đối với những cái con mà thú mạnh á, anh em nhớ là hãy sử dụng những cái vật liệu mà nó chắc chắn hơn một tí. Ví dụ như là gỗ. Còn dữ lắm là đá ha anh em. Chứ anh em đừng có chơi cái kiểu tháp giống mình thì nó rất là khổ. Nó mà nó đam nó to mà nó đấm ra một phát á, thì banh nhà. Và sau đó là anh em lòi lời. Con này Mazoberry hả? Mazoberry đây. Ôi vãi. Ôi cỡ được luôn nè. Ôi vô tình lụm được bí kiếp ý. Con này được, con này không biết là lấy đồ trái cây được không nè. Đang trái cây chắc chắn lấy trái cây được chứ. Ôi con này lấy trái cây có vẻ như là ổn áp thôi. Ổn áp à. Con này lấy trái cây có vẻ như ổn áp rồi anh em. Mình chỉ cần nâng quay cho nó thôi là được. Đam thằng con này cũng ổn. Ui. Ôi ơi sao mày không xuất hiện sớm hơn em yêu. Sao mày không xuất hiện sớm hơn. Thôi vô tình mình lượm được bí kiếp rồi anh em à. Nói chung là ARK. ARK á. Có thể là tạo điều kiện cho người chơi. Tạo điều kiện cho người chơi sinh tồn một cách dễ hơn một tí. Cho nên là mới spawn ra những cái con này. Anh em hiểu ý mình nói không? 36. À mình ráp thêm mà roll nữa. Thác. Con này lấy được thác rồi đúng không? Ba mươi chín.
Ôi, dễ thương dễ sợ luôn, quá cu tè luôn. Trái cây thì cứ để cho mày. À, ok, quá đủ rồi nè. Let's go baby. Dù sao mình vẫn thích con trai hơn. Con trai thì nó đam, nó to, nó trâu hơn một tí. Ví dụ mà có tăng, có làm cái gì đó, thì nó cũng đỡ hơn. Rồi bây giờ bắn vô đây. Ờ, à, con này mong là con này hình như đâu phải. Ôi. Con 90 của tôi đâu rồi? À, mấy cái lùm cây này cao quá anh em. Mấy lùm cây này cao quá khó thấy. Ơ? À, con 90 mình đâu có tiêu rồi nhờ? Không có con 90 thì lấy con này đỡ. Đơn giản thế thôi. Không có mất thời gian, không có lằng nhằng nữa chúng tôi. Sao nó bay chậm vậy? Mình nghĩ một tí nữa con 90 nó cũng ra. Biết lắm mà, con 90 nó ra kìa. Biết lắm rồi. Rồi. Con kia thì con kia sao kệ bà nó, mình không quan tâm. Không lẽ 40 cây nè mà mày có thể chống lại sao? Anh em cứ tin tôi, anh em cứ tin tôi. Anh em cứ tin tôi. Ơ, mình tự nhiên bắn trúng con kia nhờ. Anh em cứ tin tôi. Dù thế nào nó cũng không thoát ra được đâu. À, nó có dấu hiệu nó chạy rồi, một em. Hai em luôn. Dứt là phải dứt cặp một cặp. Ha ha ha. Non, mấy đứa còn non lắm, quá non. Mấy đứa còn non lắm, non và xanh lắm. Thấy chưa, anh em thấy chưa, anh em tin tôi chưa? Tôi nói là chắc cớp liền mà. Rồi bây giờ thì cho nó ăn trái cây màu này và cho nó này, còn bao nhiêu bỏ hết vô con quỷ này đi. Rồi đó, muốn làm gì làm, tự xử đi anh em. Còn bây giờ mình làm tiếp một cái bola để mình bắt con bà te luôn. Làm thì phải chơi chơi chắc cớp. Hai ở nhà mình còn không ta? Hình như hai ở nhà mình hết rồi thì phải. Hai mình còn đây. Bola. Ok. Bola. Bola xì ton nữa. Đây. Ba cây là quá đủ rồi anh em à. Hai cây thôi cũng được nữa. Rồi, chúng ta sẽ đi kiếm một con bờ te mà xứng tầm với chúng ta để chúng ta có thể bắt ha. Con này tới đâu rồi? Còn đồ ăn không? Còn. Con này sau khi tem chúng ta sẽ được cộng thêm 44 level nữa. Ây. Nhìn thế. Con này tem được không ta? Con này tem không được. Tem mà kiểu như bắt xịp á nè. Bắt xịp là cho ăn ấy.
Bờ Te hả? Bờ Te mình nghĩ là mình sẽ đi vào hướng mà kiểu như là chì chì ra biển một tí mới có Bờ Te. Hình như là ở ở ở ui má giật mình. Bờ Te mà khoảng chừng trên 100 là đẹp. Hay là mình quay lại cái vùng của mình đi, tại vì mình thấy vùng của mình cũng có vài con Bờ Te đấy. Bên kia cũng có hai con kìa. Nào, các bạn thấy mình lùng lùng vậy chứ mình không thể nào mà bị ngọc đầu lên thấy không? Thôi cầm bô la trước cho chắc. Sao rồi? Con này nhiêu hả? Con này 140 hả? Hỏi con ở nhà mình nhiêu ta để mình biết, thí dụ mình sau này mình đi dạo dạo á, mình thấy con nào mà cũng cũng cao hơn level con mình để mình biết mình bắt thôi. Con này level 15. Má mình phải kén chọn thôi anh em ơi. Đạn không còn nhiều. Anh em hiểu không? Để mình kiếm con nào nó ok một tí rồi mình bắt ha anh em. Ok đây anh em ơi, đây con này nè, con này nè. Con này bao nhiêu đây? Ôi, đứng lại đi rồi nói chuyện tiếp. Con này bao nhiêu? 90. Dứt. Ui, đừng bắn vô đầu nó, quên nữa. Bắn vô bên đây nè. Ui, bắn ngay đít thôi. Anh em hồi nhỏ có đi chích ngừa không? Thường thường bác sĩ là chích ngay đít vào là anh em tê ngay. Ủa? Ôi. Mình chơi xa mình cho ăn thịt sống, ăn thịt chín luôn, ăn chín uống sôi luôn. Đây 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 còn em này nữa. Con em này không biết bao nhiêu. Đây nè, 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 đây nè. Trời ơi mình chọi 60 được luôn. Một phát. Hai phát. Lăn một cái đùng xỉu. What the fuck. Ừ đấy. Phải như thế, nó ở cái tầm như thế. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ học được hai cái đầu cưỡi. Một là strike, rất là dễ làm, và hai là bờ te. Bờ te thì chúng ta cần phải có chitin. Chitin cũng dễ anh em à, không có gì khó hết á. À, tại sao mình không có đem cái spear của mình ra ta? Dở thế nhờ. Cái bia bằng sắt á anh em. Mình tính giết cái con rùa này nè để mình lấy cái spear. Cái chi tin của nó. Mình làm cái đồ cưỡi anh em hiểu không? Ok, có gì chơi đó đi. Con này trâu nhờ. Ồ, đô mà 145 cấp. Trả bù cho con chim chúng tôi. Mình để ý nha, ở cái vùng này nó hơi bị nóng anh em. Cái vùng này nó hơi bị nóng. Con này có vẻ như lâu xỉu nha. Ok, đập nó thôi. Lấy cái này xiên thấy bà nó luôn. Gãy thì thôi. Rồi lấy cái này chặt thôi. Quá nhiều luôn. Để coi mình xem lại cái đồ cưỡi bờ te thì nó cần bao nhiêu vậy? 75 hả? Mình 71 chưa đủ luôn. What the hell? Cần cần chi mà cần cần lầm rửa. Nhưng mình phải bằng thêm con rùa nữa. Căng đấy.
Ở đây thì lấy chitin hay lấy keratin thì bò cạp là best rồi, anh em hiểu không? Là lấy giết cái con bò cạp nó lấy nhiều lắm. Thật ra có nhiều con nó nhiều hơn bò cạp, nhưng mà bò cạp nó đại khái là nó được spawn ra nhiều. Con này thì ok được. Con này thì sau khi tăng lên cũng được 44 level ha. Ok, nhưng mà như vậy mình chắc không có lo gì cho tụi nó nữa. Tại vì nó cắn một phát là mình thấy muốn chóng mặt luôn á. Cắn miếng thịt một phát là lên cái ống theo mình là muốn chóng cả mặt luôn á. Cho nên mình cũng không có gì phải lo. Bây giờ mình lo con rùa này trước nào. Con rùa này nhiêu? 25 được. Mình sang lắm. Mình có gì mình chơi đó à. Đó. Đó, thường thường anh em sẽ gặp anh em sẽ để dành cái cung đúng không? Cái cung độc để dành đúng không? Tôi thì không đâu. Tôi có gì tôi chơi đó. Rồi đó đập. Đó, có giáo là quơ giáo mà có búa là quơ búa liền à. Ôi lấy được có 50 à, là đủ làm đồ cưỡi cho một con à anh em ơi. Con chim nó bay từ vị trí đó, không lẽ là con nó mới tỉnh dậy trời. Con chim này mình sẽ là lấy được nhiều thứ lắm anh em. Nhưng mà tập sau thì bây giờ mình đã có đầy đủ rồi. Công việc của mình chỉ bây giờ chỉ đơn giản là farm, farm và farm. Hoặc là mình farm đá. Tại vì cái nhà mình cần đá rất là nhiều, hiểu không? Mình nghĩ là mình sẽ đi kiếm một con gọi là một con đập đá để phục vụ cho cái việc farm. Bây giờ farm cây thì ok. Thylacoleo thì cũng không cần. Ủa, Thylacoleo mình hay lộn. Cái con móng tay dài thì cũng không cần lắm. Bây giờ cứ việc là đá nữa thôi là ok hết. Metal thì mình cũng có thể tự đập được. Ankylo thì từ từ tính sau. Bây giờ mình cấp mấy rồi? Cấp 50. Bây giờ là cấp 51. Ồ như vậy là tập sau mình mới có thể làm được cái bộ giáp. Rồi. Ok. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên để lại một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau của Ark Survival Evolved Crystal Isle. Nhớ nha anh em. Thì nếu mà các bạn anh em mà có thắc mắc, có comment hay là có câu hỏi gì muốn đặt cho mình, cũng như là yêu cầu về video game, cũng như là bla bla gì đó về vấn đề game, thì anh em cứ comment thẳng thừng bên dưới để mình có thể lắng nghe ý kiến của anh em, cũng như là tâm sự giải bày, chia vui chia buồn cùng với anh em nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và nhớ cho mình động lực bằng cách là subscribe nhiều lên, view nhiều lên, share nhiều lên là được rồi. Ok, bye.